Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay các bạn đừng quên like, comment, share với bạn bè, chúc các bạn vui vẻ. Hey, thank you for watching my video. Please remember to like, share and subscribe, and I'll post more. Please subscribe and thank you for watching my videos. Hi hi. Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm nay kênh Công Nghệ Việt mình sẽ giới thiệu mẹo chặt thịt gà đẹp không bị nát cho bữa cơm Tết đặc sắc mà bạn chưa biết. Gà luộc là một trong những món ăn đặc biệt mà hầu hết những gia đình Việt hay lựa chọn để bày biện lên mâm cúng ngày Tết. Vì thế, món ăn này cần được chế biến và trang trí một cách khéo léo. Vậy phải làm sao để có thể một dĩa gà luộc thực sự đẹp mắt mà lại không tốn quá nhiều công sức? Hôm nay, kênh Công Nghệ Việt sẽ mang đến cho các bạn bí quyết chọn gà và cách chặt thịt gà không bị nát để có một dĩa gà luộc cúng Tết đẹp mắt mà lại cực kỳ đơn giản nhé. Chọn gà như thế nào là hợp lý? Khi chọn gà để luộc trong những bữa cơm ngày Tết, bạn nên chú ý một số đặc điểm bên ngoài như màu đỏ tươi của mào gà, lông mượt, trông gà khỏe mạnh, mỏ không có hiện tượng chảy nhớt, chân gà thẳng, sáng bóng và có màu vàng đều. Nếu có thể, bạn nên vạch lông để kiểm tra da gà. Da gà mềm mại, bóng bẩy, nhìn dưới cánh có thể thấy được thịt, tia máu và dưới cánh gà không có mỡ là gà ngon. Đặc biệt, bạn nên xem dưới cánh gà có bị tiêm thuốc không. Nếu dưới cánh gà có chấm đỏ, xung quanh bị phồng lên, có vệt đen thì không nên chọn. Luộc gà làm sao để cho thịt căng đẹp? Sau khi làm sạch gà, bạn nên luộc gà ngay khi nước còn lạnh sẽ làm cho thịt gà chín đều hơn. Trong lúc luộc gà, bạn hãy cho thêm vài lát gừng tươi vào nồi để khử mùi và làm thịt gà thơm hơn. Sau khi nước sôi lại khoảng 10 phút, tắt bếp và đậy kín nắp trong khoảng 20 phút. Sau đó, bạn hãy vớt gà ra, cho ngay vào nồi nước sôi để nguội hoặc nước lạnh, và đợi gà nguội hẳn rồi mới được vớt ra. Việc này sẽ làm cho thịt gà căng bóng và có màu sáng rất đẹp. Mẹo chặt gà nhanh chóng mà lại không bị nát. Trước tiên bạn nên chọn một con dao chặt thịt to bản, sắc bén cùng một tấm thớt dày và sạch. Việc chọn một con dao sắc bén sẽ làm cho việc chặt thịt gà đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Đầu tiên, dùng dao cắt đùi gà dọc theo nét tiến tới phần lưng gà, sao cho phần đùi gà thành hình chữ nhật hoặc hình bình hành là đẹp nhất. Cánh gà cũng cắt theo chiều nách nhưng hơi phạm vào phần ước một ít để cho phần cánh có thêm thịt. Sau đó tiếp tục cắt cổ rồi bổ thân gà theo chiều dọc. Sau đó chặt từng miếng đã cắt thành những phần nhỏ tùy ý. Bạn nên chặt gà một cách dứt khoát để vết cắt trông gọn và đẹp hơn. Trong những ngày Tết này thì công đoạn bày gà luộc ra đĩa cũng cần được chú ý và khéo léo. Khi xếp gà, bạn nên lưu ý đặt mặt da vàng phía dưới đáy. Miếng nào bị mất da trong lúc chặt thì nhét ở giữa. Miếng nạc nên được xếp ở dưới, đến miếng xương và trên cùng là phần cổ, cánh và chân. Bạn nên chọn đĩa có kích cỡ phù hợp và cân đối trong khi xếp để làm sao cho thịt gà vừa đầy đĩa. Cuối cùng, bạn hãy rắc một nhúm là chanh thái nhỏ lên trên đĩa gà trước khi dùng hoặc mang cúng để đĩa gà luộc thêm đẹp mắt. Thật là đơn giản và nhanh chóng đúng không các bạn? Dịp Tết này nếu gia đình bạn có món gà luộc thì hãy nhớ đến những mẹo nhỏ mà kênh Công Nghệ Việt vừa mang đến để có thể giúp gia đình mình có những đĩa gà luộc đẹp mắt để bày biện mâm cúng. Nào hãy cùng chia sẻ bí quyết chặt gà của riêng các bạn bằng cách bình luận comment ở bên dưới video này để mọi người cùng biết và trao đổi nhiều cách chặt thịt gà hay nhé. Chúc các bạn chặt được một đĩa thịt gà đẹp. A hi hi hi. Hi hi, chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm nay kênh Công Nghệ Việt mình sẽ giới thiệu mẹo chặt thịt gà đẹp không bị nát cho bữa cơm Tết đặc sắc mà bạn chưa biết. Gà luộc là một trong những món ăn đặc biệt mà hầu hết những gia đình Việt hay lựa chọn để bày biện lên mâm cúng ngày Tết. Vì thế, món ăn này cần được chế biến và trang trí một cách khéo léo. Vậy phải làm sao để có thể một dĩa gà luộc thực sự đẹp mắt mà lại không tốn quá nhiều công sức? Hôm nay,
kênh Công nghệ Việt sẽ mang đến cho các bạn bí quyết chọn gà và cách chặt thịt gà không bị nát để có một dĩa gà luộc cúng Tết đẹp mắt mà lại cực kỳ đơn giản nhé. Chọn gà như thế nào là hợp lý? Khi chọn gà để luộc trong những bữa cơm ngày Tết, bạn nên chú ý một số đặc điểm bên ngoài như màu đỏ tươi của mào gà, lông mượt, trông gà khỏe mạnh, mỏ không có hiện tượng chảy nhớt, chân gà thẳng, sáng bóng và có màu vàng đều. Nếu có thể, bạn nên vạch lông để kiểm tra da gà mềm mại, bóng bẩy, nhìn dưới cánh có thể thấy được thịt, tia máu và dưới cánh gà không có mỡ là gà ngon. Đặc biệt, bạn nên xem dưới cánh gà có bị tiêm thuốc không. Nếu dưới cánh gà có chấm đỏ, xung quanh bị phồng lên, có vệt đen thì không nên chọn. Luộc gà làm sao để cho thịt căng đẹp? Sau khi làm sạch gà, bạn nên luộc gà ngay khi nước còn lạnh sẽ làm cho thịt gà chín đều hơn. Trong lúc luộc gà, bạn hãy cho thêm vài lát gừng tươi vào nồi để khử mùi và làm thịt gà thơm hơn. Sau khi nước sôi lại khoảng 10 phút, tắt bếp và đậy kín nắp trong khoảng 20 phút. Sau đó, bạn hãy vớt gà ra, cho ngay vào nồi nước sôi để nguội hoặc nước lạnh và đợi gà nguội hẳn rồi mới được vớt ra. Việc này sẽ làm cho thịt gà căng bóng và có màu sáng rất đẹp. Mẹo chặt gà nhanh chóng mà lại không bị nát. Trước tiên, bạn nên chọn một con dao chặt thịt to bản, sắc bén cùng một tấm thớt dày và sạch. Việc chọn một con dao sắc bén sẽ làm cho việc chặt thịt gà đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Đầu tiên, dùng dao cắt đùi gà dọc theo nét tiến tới phần lưng gà, sao cho phần đùi gà thành hình chữ nhật hoặc hình bình hành là đẹp nhất. Cánh gà cũng cắt theo chiều nách nhưng hơi vạm vào phần ức một ít để cho phần cánh có thêm thịt. Sau đó tiếp tục cắt cổ rồi bổ thân gà theo chiều dọc. Sau đó chặt từng miếng đã cắt thành những phần nhỏ tùy ý. Bạn nên chặt gà một cách dứt khoát để vết cắt trông gọn và đẹp hơn. Trong những ngày Tết này thì công đoạn bày gà luộc ra đĩa cũng cần được chú ý và khéo léo. Khi xếp gà, bạn nên lưu ý đặt mặt da vàng phía dưới đáy, miếng nào bị mất da trong lúc chặt thì nhét ở giữa. Miếng nạc nên được xếp ở dưới, đến miếng xương và trên cùng là phần cổ, cánh và chân. Bạn nên chọn đĩa có kích cỡ phù hợp và cân đối trong khi xếp để làm sao cho thịt gà vừa đầy đĩa. Cuối cùng, bạn hãy rắc một nhúm là chanh thái nhỏ lên trên đĩa gà trước khi dùng hoặc mang cúng để đĩa gà luộc thêm đẹp mắt. Thật là đơn giản và nhanh chóng đúng không các bạn? Dịp Tết này nếu gia đình bạn có món gà luộc thì hãy nhớ đến những mẹo nhỏ mà kênh Công nghệ Việt vừa mang đến để có thể giúp gia đình mình có những đĩa gà luộc đẹp mắt để bày biện mâm cúng. Nào hãy cùng chia sẻ bí quyết chặt gà của riêng các bạn bằng cách bình luận comment ở bên dưới video này để mọi người cùng biết và trao đổi nhiều cách chặt thịt gà hay nhé! Chúc các bạn chặt được một đĩa thịt gà đẹp. A a hi hi hi.